Bản lĩnh ngốc ti tập 8 tuần này. À, con hiểu rồi, con tưởng coi sâu nó có răng chứ. Bụi phấn bay bay. Trời ơi, ngày ngày tôi đến đây chỉ để ngắm cái bình bông thôi. Trời ơi, tức quá mà. Ai làm bể trong ba bạn lên tiếng đi. Không ai chịu nhận, cô phạt cả lớp luôn đi. Bạn cũ chém tập cũ rồi mới thay tập mới, nên tập cũ để nhà. Em nghĩ tôi là đứa con nít lên ba hả? Trời ơi là trời, phạt tay cô. Trời chứ. Chắc tôi phải mời phụ huynh quá. Bạn bị lạc mẹ. Lạc mất lối. Bản lĩnh trong xã hội của bạn đâu? Mới đâu rớt xuống không nhớ một cái gì hết té đâu. Không, bạn bị lạc là đúng rồi đó. Bạn nên bị lạc nhiều lần cho bạn nhớ đường về nhà. Bây giờ đang ở đâu vậy? Kêu la lên tìm ba mẹ. Chú bảo vệ, tìm ba mẹ. Con tên Lan Ngọc Minh Chi. Bạn này Hiếu Chề. Đón xem tập 8 chương trình Bản lĩnh ngốc tì được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2017 trên VTV3.